là MST AK-74U. Nó cơ động, nó đẹp và nó có uy lực tốt. Đó là điều không thể bàn cãi được. Nó được sánh vai với các huyền thoại trong làng gel gun như G8, G9, G10, 11, 12. Những con súng mạnh nhất và thực chiến nhất. Nhưng trong video lần này chúng ta sẽ không PR về nó, mà chúng ta sẽ cải thiện hiệu năng vốn đã rất tuyệt vời của MST AK-74U bằng một vài phụ kiện sau đây. Pin 7.4 sẽ được thay thế bằng pin 11V. Với pin 11V, tốc sấy sẽ rất cao. Vì vậy mà đường đạn sẽ khó ổn định. Chúng ta cần vuốt đường đạn cho thẳng hơn bằng hô áp R1, một món chấn phái của các cao thủ gel gun với lưỡi kim loại. Nhưng nếu sử dụng hô áp R1, chúng ta sẽ phải cắt bớt phần ống nhôm thì mới sử dụng tiếp được loa che lửa. Vì vậy, tôi quyết định thay loa che lửa bằng giảm thanh HFP, vừa đủ nhỏ gọn, vừa đủ tinh tế. Nhưng trước hết, hãy dành 30 giây để điểm qua những lý do tại sao nó là một trong những con súng đáng sở hữu nhất đầu năm 2020. Điểm cực sáng giá giống y đúc AK-74U ngoài đời thực, từ body đến băng cấp huyền thoại, loa che lửa, tổng thể là ngon và thực chiến. Body build cực ngon, chất liệu là nhựa ni lông, nhiều chi tiết kim loại, màu đen đẹp và quân sự điểm xuyết những chi tiết cảnh báo sản phẩm giống thật, nhưng càng làm tăng thêm sự hấp dẫn và vẻ đẹp. Cách đi dây điện rất khoa học, dây chống cháy, chống đứt kèm nẹp toàn thân, lò xo cực chắc chắn, kín khí và không rời rạc. Body ngon, bộ gear còn ngon nữa. Motor 480 trục dài, đảm bảo cho một lực kéo mạnh top đầu hiện nay. Bạc đạn 7 có vòng bi, hơn cả dây 9, tương đương với SRR. Lò xo 1.3 cho một lực đẩy đầm và mạnh mẽ, nổi trội hơn nhiều so với những loại súng zin trước đó. Gear ni lông, bao bền bỉ, độ thoải mái. Đầu piston được thiết kế cải thiện để kín khí hơn. Tổng kết lại, hiệu năng của bộ gear thiên về sức mạnh. Gear thiên về sức mạnh, vì vậy phải đo tốc trước. Bắt đầu đo tốc này, ở dạng zin 274, tương đương với khoảng là 84-85m/giây. 281, tương đương với khoảng là 86m/giây. 272, 85m/giây. Zin tốc hơn 85, gần 90, nhưng mà nó phải thực chiến. Bây giờ kiểm chứng đường đạn. Với súng zin, đường đạn có thể gọi là đẹp. Thế nhưng với tôi, nó vẫn chưa được tốt lắm. Để kiểm chứng thêm, bây giờ đo thử bia đổi màu. What the fuck? Bắn thử bia đổi màu. 5m. Đường đạn mạnh này đến lõm cả bia, thế nhưng mà nó bị phân tán ở góc phần tư thứ tư này đến góc phần tư thứ số 2, nói chung là trong khoảng 5m là chấp nhận được, thế nhưng mà vẫn không phải là trụm cho lắm. 10m lực đạn vẫn rất mạnh, lõm cả bia luôn, thế nhưng mà độ phân tán thì gần như là cả 4 góc phần tư. Thế này thì em này chắc chắn là cần phải thêm hốp áp rồi. 15m tỷ lệ trúng thì khá là thấp. Và đây anh em nhìn này, cái phạm vi độ lệch của đường đạn khá là cao do lực rất mạnh và nòng ngắn. Vì vậy mà chúng ta cần phải vuốt thêm đường đạn bằng hốp áp. Còn nếu đem đi súng zin thì cũng được, thế nhưng phải di chuyển rất nhiều. Đéo tin. Cảm quan chung là lực rất mạnh, thế nhưng đường đạn hơi phân tán do gear quá mạnh và nòng ngắn. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải thêm hốp áp, giảm thanh và pin 11V để cho tốc sấy cao hơn nữa. Từ nó to, nó dài không? Con này bé hơn mà lại 11V. Đúng là bọn tàu. Hiểu kiểu gì? Các có thể nó biết được nào mà lần được. Nhét cái pin bên trong này, đóng cái ốp, nghe thử tiếng. Nó khác biệt lắm anh em ạ. Nên dùng pin 11V nhé, chả tốn hơn là bao cả. Trước tiên là lắp hốp áp. Trước khi lắp hốp áp thì anh em nên lưu ý là chúng ta sẽ để cái lỗ chích khí, cái mặt có lỗ chích khí ở phía bên dưới và cái lá lưỡi kim loại ở phía bên trên, và để nó thật sự cân bằng với nòng của khẩu súng. Sau đó chúng ta sẽ vặn vít hai bên lại. Cần chưa? Cần rồi. Bắt đầu vặn chặt vào. Đó. Hốp áp đã lắp xong, nhưng đây chưa phải là lúc để nghỉ ngơi. Chúng ta cần phải test qua một lượt đường đạn để xem nó có bị lỗi lầm gì không. Sau đó sẽ hiệu chỉnh thông qua việc là đẩy lên xuống hoặc trái phải cái lá thiếc ở bên trong. Có vẻ hơi lệch trái một tí.
ok rồi đấy. Mời anh em xem được đã. Sau khi lắp xong pin 11.1, cái tốc sấy nó đã mạnh hơn quá nhiều rồi, khiến đường đạn nó bị bất ổn đi. Thế nhưng với cái hốp up này, cái đường đạn nó đã được vuốt lên đẹp rất nhiều rồi. Mà tay tôi chỉnh lại còn hơi kém kém một tí nhá, để anh kỹ thuật chỉnh nó còn đẹp nữa cơ. Ok. Kiểm tra độ chụm đường đạn thông qua bia đổi màu. Anh em thân mến, vẫn có đạn lạc một vài chút, thế nhưng đường đạn nó đã tập trung hơn quá nhiều này. Để cho anh em dễ đối chiếu, so sánh thêm một cái bia đổi màu hình cũ ở đây. Anh em thấy cái độ tập trung nó đã quá tốt rồi. Bây giờ 10m. Lực đạn nó vẫn rất mạnh nhá, nhưng mà kém hơn khoảng 5m một chút. Nhưng mà lực đạn nhìn chung vẫn làm lõm cả bia này. Và nó tập trung ở góc phần tư thứ nhất và góc phần tư số 2. Khá là tốt, thực chiến cao hơn rất nhiều so với lần 1 anh em có thể nhìn thấy, ví dụ ngay bên cạnh này. 15m. Từ 15m, cái tỷ lệ trúng đạn đã được cải thiện lên rất nhiều, anh em nhìn này. Và thậm chí những cái phần trúng nó sẽ được tập trung như thế này nhá. Nói chung là tính thực chiến đã được đẩy cao lên nhờ chiếc Hope Up R1 này. Vẫn có tỷ lệ đạn văng ra ngoài và hơi tòe le một chút. Với AK-74 thì chắc chắn rồi. Cái tốc sấy con này kinh lắm anh em ạ. Cái đường đạn nó cũng ghê nữa sau khi lắp xong Hope Up. Bây giờ tôi tước cái lá cây này cho anh em xem này. Cái cây cỏ dại mọc ở bãi rác ấy mà. Ôi, chết rồi. Vãi nồi. Ôi, tôi mới nhấp cỏ một phát anh em ạ. Nhìn này, nó gãy đôi luôn cái cây. Chết rồi, con này mạnh quá. Mà thôi không sao, cái cây này mà của bẽ rác mà nó lại mọc tiếp mà không sao đâu, không liên quan đến môi trường nhé, không phải môi trường. Đéo tin. Đã mất công làm gãy thì cho gãy nốt này. Tước vỏ cây luôn. Do lắp hốp up xong, chúng ta phải cưa một phần nòng nhôm này đi này để lắp loa xe lửa, mà tôi lại không muốn thế. Vì vậy tôi quyết định lắp thêm chiếc giảm thanh này. Tôi nhầm anh em ạ. Cái giảm thanh HBS này mà nó lắp vào cái phần đầu nòng này nó lại bị nhỏ quá. Hiểu kiểu gì. Nhưng mà không sao, một lát nữa thì tôi sẽ tìm một cái giảm thanh khác để cho anh em xem. Anh em thân mến, cái giảm thanh vừa rồi chúng ta không dùng được. Vì vậy mà tôi quyết định về nhà và tìm được cái giảm thanh này, Pirate School. Anh em nhớ rõ nhá, tôi sẽ ghi thêm chữ Pirate School để cho anh em có thể nhìn thấy. Nó như kiểu là sinh ra để dành cho con AKU vậy. Lồng cái đầu vào, xoáy gen như bình thường, không cần phải vít thêm một con ốc nào hết. Nó khớp nhau đến từng mm này. Chiều dài nó là vừa đủ luôn. Ôi, nhìn nó đẹp không anh em? Anh em nhìn này, nó như kiểu là sinh ra để dành cho nhau vậy. Nghĩa qua ngoại hình của nó cùng với giảm thanh Pirate School một lần nữa. Đây là MST AK-74U. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Nhìn xem, nó hoàn toàn có thể độ được thêm nhá. Độ thêm còn mạnh nữa cơ. Sẽ có video độ lần sau.